Các bạn thân mến, không phải chỉ ở làng mốt thế giới mới có những chân dài nhạy cân đến mức đáng báo động, mà ngay ở làng mốt Việt Nam cũng có những người mẫu gầy trơ xương gây sốc. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu top 5 người mẫu gầy nhất Việt Nam là ai nhé. Let's go. 1. Lê Thúy. Bước ra từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2011, Lê Thúy luôn bị chê bai vì gương mặt góc cạnh, đặc biệt là ngoại hình thiếu sức sống. Với chiều cao khủng 1m84 nhưng chỉ nặng 51kg, Lê Thúy vấp phải tranh cãi dữ dội vì thân hình gầy trơ xương. Sau khi kết hôn cùng chồng Việt kiều, doanh nhân Đỗ An thì cân nặng của nữ người mẫu có sự cải thiện, nhan sắc ngày càng đằm thắm, mặn mà hơn. 2. Cao Ngân. Việt Nam Next Top Model 2014 là cái nôi phát triển sự nghiệp người mẫu cho Cao Ngân. Trở lại với sân chơi Việt Nam Next Top Model mùa giải All-Star, Cao Ngân là một nhân tố đáng gờm, kiêm cây hài cho chương trình. Thế nhưng, những hình ảnh Cao Ngân sải bước trên sàn diễn trong đêm chung kết mùa giải lại khiến khán giả sốc vì thân hình chỉ còn da bọc xương của cô. Dù cao 1m78, nhưng nữ người mẫu chỉ cân nặng trên dưới 40kg. Cao Ngân sau đó đã phải lên tiếng vì lý do cô gầy trơ xương như vậy. Dù muốn cải thiện cân nặng, nhưng nữ người mẫu từng gặp tai nạn gãy xương và dập phổi năm 2014, thế nên vấn đề cân nặng đối với cô rất là vất vả. Sau hơn một năm kể từ đêm chung kết gây nhiều tranh cãi, hiện tại cân nặng của chân dài sinh năm 1992 đã được cải thiện hơn nhiều. 3. Thùy Dương. Sau Lê Thúy và Cao Ngân, làng mốt Việt còn chứng kiến chân dài Thùy Dương cùng bước ra từ ngôi nhà chung kết Việt Nam Next Top Model 2011 với thân hình gầy gò không kém. Chân dài sinh năm 1990, cao 1m73 nhưng chỉ nặng 43kg. Đôi tay khẳng khiu của Thùy Dương khiến người hâm mộ xót xa. Ở thời điểm hiện tại, chân dài 32 tuổi đã đầy đặn hơn rất nhiều so với thuở mới chập chững bước chân vào làng mốt. Dù vậy, hình thể của Cao Ngân vẫn bị cho là nên cải thiện thêm nữa nếu muốn oanh tạc các sàn diễn thời trang quốc tế. 4. Hằng Nguyễn. Tham gia Việt Nam Next Top Model 2013, Hằng Nguyễn là một trong những thí sinh nổi bật. Rời sân chơi, Hằng Nguyễn trụ với nghề người mẫu cho thấy năng lực của cô không phải dạng vừa. Dù chiều cao xấp xỉ 1m75 nhưng cân nặng của Hằng Nguyễn chỉ dao động 47-48kg. Sau nhiều năm chinh chiến các sàn diễn lớn nhỏ, Hằng Nguyễn ngày càng thuần phục kỹ năng catwalk, chụp ảnh. Ngoại hình của nữ người mẫu cũng được khen ngợi là đã tăng cân hơn so với thời thi Việt Nam Next Top Model 2013. 5. Hồng Xuân. Hồng Xuân trong vòng casting Việt Nam Next Top Model 2015 với chiều cao vượt trội 1m90, cô cũng là nữ người mẫu cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng cân nặng của Hồng Xuân chính là điều khán giả lo lắng thay cô. Chân dài gây chú ý khi phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2016, nhưng thời điểm này cô vẫn bị chê là gầy gò. Tái xuất cùng dàn thí sinh cũ trong Việt Nam Next Top Model mùa giải All-Star, Hồng Xuân đã có sự cải thiện về cân nặng. Chân dài 1m90 của làng mốt vừa xuất hiện trong một chương trình truyền hình và được khen ngợi hết lời về ngoại hình đầy sức sống. Các bạn thân mến, vấn đề cân nặng đối với những chân dài làng mốt là một việc rất hệ trọng. Dù người mẫu phải o ép cân nặng để trình diễn, thế nhưng gầy trơ xương lại là một câu chuyện khác. Các nữ người mẫu từng bị gắn mắc bộ xương di động của làng mốt Việt giờ đã có sự lột xác về cân nặng. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi các chân dài dần thoát khỏi hình ảnh chỉ còn da bọc xương ngày nào. Trên đây là 5 người mẫu gầy nhất Việt Nam đã đăng ký thành công. Còn những người mẫu nào mà Hồng bên showbiz chưa liệt kê ở trên, hãy để lại bình luận để chúng mình cùng trao đổi nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!